Có rất nhiều anh em mới tìm hiểu về Flycam sẽ thích cái thuật ngữ là cảm biến tránh va chạm. Tuy nhiên, cảm biến tránh va chạm nó có nhiều công nghệ khác nhau và giá thành nó cũng sẽ khác nhau. Chào mừng anh em đến với Linh Kiện RC và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải thích rõ hơn về cái thuật ngữ cảm biến tránh va chạm này cũng như là yếu tố ảnh hưởng đến giá thành nhá. Như trong clip review với anh em về chiếc Flycam Anno SF Plus thì tôi đã giải thích với anh em về thuật ngữ cảm biến tránh va chạm bằng tia laser. Nó sẽ có một đầu phát và một đầu thu, nó phát ra một cái chùm tia laser, từ đó phát hiện được vật cản, tính toán được cái khoảng cách đến với vật cản. Ưu điểm của cái công nghệ này là giá thành, chi phí sản xuất rẻ và cái độ sai số nhỏ. Vì vậy cho nên nó thông thường áp dụng trên những cái dòng Flycam giá rẻ và hoạt động khá là hiệu quả. Tuy nhiên thì cái điểm yếu của nó là nó có một độ trễ, độ xử lý delay. Vì vậy cho nên là khi mà anh em bay ở cái tốc độ nhanh thì có thể nó sẽ không xử lý được kịp. Cho nên là khi mà anh em sử dụng những cái dòng cảm biến ở cái laser ở mức giá thành rẻ như thế này thì sẽ phù hợp cho anh em bay ở những cái môi trường mà cần cái tốc độ thấp thôi, phù hợp thôi, thì có thể chúng ta sẽ sử dụng được cái cảm biến này. Còn cảm biến tránh va chạm trên những cái dòng flycam cao như của DJI thì nó sẽ sử dụng một hệ thống ống kính máy ảnh. Thực ra hai cái này nó giống như một cái máy ảnh và nó có một cái dùng cái cảm biến gọi là cảm biến quang, optical voiding sensor. Cái thuật toán của nó sẽ xếp chồng hình 3D để giả lập cái bản đồ 3D môi trường bay, từ đó tính toán được chính xác hơn cũng như độ trễ, độ delay thấp hơn. Vì vậy cho nên là những cái dòng flycam cao thì thông thường họ sẽ áp dụng những hệ thống cảm biến tránh va chạm mạnh mẽ và tiên tiến hơn. Cái độ chính xác cũng như là độ xử lý nó thấp, thời gian xử lý thấp để giúp cho chiếc flycam của chúng ta an toàn hơn. Và với một cái cảm biến tránh va chạm này thì cái hệ thống của nó cũng tương đối là đắt tiền rồi. Cái công nghệ này nó cần ít nhất 2 camera và nó phải tính toán được độ sâu, độ lớn của vật thể cũng như khoảng cách đến vật thể. Nhưng mà nó có một cái điểm yếu, đó chính là nó sẽ không hoạt động được ở trong những cái môi trường yếu sáng. Vì vậy khi mà anh em bay những cái dòng flycam của DJI bay ở ban đêm thì nó sẽ hiện lên một cái dòng thông báo là cái môi trường ánh sáng không đủ để cảm biến có thể hoạt động. Đó chính là cái nguyên tắc hoạt động của đoạn cảm biến này. Và tính ứng dụng của nó thì thông thường sẽ được ứng dụng trong những ngành quan trắc, chắc điện, khảo sát và lập bản đồ 3D. Một chiếc flycam khi bay trên trời thì nó sẽ giữ vị trí bằng công nghệ sóng vệ tinh, định vị GPS để gần hết pin mất sóng tự động bay về. Tuy nhiên nếu như anh em bay ở trong những môi trường thấp, yếu sóng thì vì vậy cho nên nó cần có thêm một cái công nghệ cảm biến bụng để hỗ trợ giữ vị trí. Và như trên Mavic Mini 3 Pro này, như anh em cũng thấy là nó có hai cái con camera này, nguyên lý hoạt động cũng giống như là cảm biến tránh va chạm phía trên. Ngoài ra nó có thêm một cái cảm biến gọi là cảm biến hồng ngoại. Cái nguyên lý hoạt động của cảm biến hồng ngoại để giữ vị trí ấy, nó cũng giống như là cảm biến bằng laser. Nó sẽ phát một cái tia hồng ngoại ra và thu cái tia hồng ngoại vào để xác định được cái khoảng cách đối với mặt đất. Cái cảm biến hồng ngoại này nó có thể phát hiện được ở trong những môi trường buổi tối, ban đêm. Và nó được ứng dụng ở trong những cái tính năng như smart home, ngôi nhà thông minh để phát hiện chống trộm này. Đó chính là cái tính năng về hồng ngoại và nó có thể bay được ở nhiều môi trường khác nhau, không chỉ phụ thuộc vào ban ngày giống như là cái cảm biến bằng cái quang giống như ở trên này nữa. Còn trên những cái dòng flycam rẻ hơn thì nó chưa được trang bị cảm biến hồng ngoại. Thay vào đó thì để tối ưu về giá thành, chi phí thì các nhà sản xuất flycam giá rẻ họ cũng có trang bị một cái công nghệ tương đương, đó chính là cảm biến bằng siêu âm. Nó sẽ phát ra một cái sóng siêu âm và sóng siêu âm sẽ dội ngược lại để tính toán được cái khoảng cách. Nói chung nó dựa trên một cái công thức, đó chính là cái quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian. Và khi mà nó đã có được là cái vận tốc rồi, thời gian rồi, thì nó sẽ tính toán được cái khoảng cách quãng đường của cái sóng siêu âm xuống mặt đất và phản ngược lại, từ đó xác định được, hỗ trợ được anh em giữ vị trí tốt hơn. Và trên Anno SE thì nó sẽ sử dụng một cái cảm biến siêu âm. Ngoài ra ở giữa này thì nó cũng có thêm một cái con mắt gọi là cảm biến quang nhỏ để hỗ trợ thêm, phụ trợ thêm. Tuy nhiên thì cái cảm biến quang này khác hoàn toàn. Cái này nó là cái ống kính máy ảnh rồi, nó giống như một cái camera rồi. Còn cái cảm biến quang này nó sẽ hoạt động chưa hiệu quả. Vì vậy cho nên là nhà sản xuất Flycam đã kết hợp hai cái công nghệ này vào để hỗ trợ anh em giữ vị trí tốt hơn trong môi trường yếu GPS. Và trên cái dòng Flycam rẻ nữa thì nó không có cái cảm biến siêu âm mà nó chỉ có thêm một cái con mắt quang ở dưới như thế này thôi. Và cái con mắt quang này thì nó có độ xê dịch nó cũng tương đối. Vì vậy cho nên là nếu như anh em bay ở những cái điều kiện mà ánh sáng đủ này, ở trong nhà này và nhìn thấy rõ được ở bên dưới thì cái cảm biến quang này nó có thể mới hoạt động được. Ngoài những cái cảm biến gọi là phổ thông như thế này thì có một loại cảm biến mà tương đối là đắt tiền,
chỉ được ứng dụng trên những chiếc drone công nghiệp, đó chính là cảm biến bằng radar. Và cái cảm biến bằng radar này thì cũng được ứng dụng ở trong cái lĩnh vực về ô tô. Là nó sẽ có một cái con radar để quét ở phía trước để phát hiện được là những cái chướng ngại vật ở phía trước, từ đó tính toán được cũng như hỗ trợ được người lái tốt hơn. Và cái cảm biến radar này thì rất là đắt tiền rồi. Vì vậy cho nên là nó sẽ sử dụng ở những cái sản phẩm còn cao cấp hơn cả cao cấp nữa anh em. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa mới đến với nhau về chủ đề cảm biến trên Flycam hoạt động như thế nào và có những dòng cảm biến nào trên Flycam. Anh em nó có câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy để lại comment ở bên dưới để chúng tôi biết được cái quan điểm và nhận định của anh em nhé. Và đừng quên chúng tôi có một cái chủ đề hỏi đáp phát sóng vào 9 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Anh em nhớ đón xem. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.